mình kéo ok rồi này đấy trong column kéo ra ngoài ok rồi này kéo sang bên khác ok rồi này không vấn đề gì nhá thì mọi mọi thứ mình đã comment rất rất là kỹ luôn các bạn từng dòng cốt một luôn và comment bằng tiếng việt luôn nha các bạn đấy mình phải chia sẻ thật với các bạn luôn là tại sao video nó dài mình cốt thì nó rất là nhanh thôi nhưng mà mình đang dạy các bạn mình muốn cái 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 khóa này nó thật sự là nó thật sự chất lượng và nó thật sự là cẩn thận nên là mình phải làm và mình khá xua kèo và cũng khá là tự tin là cái khóa này ấy, nó ít ai, đặc biệt là ít ai ở Việt Nam mình 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 không phải là khoe khoang quá đâu nhưng mà ít ai ở Việt Nam, đặc biệt là đối với D&D kit này chẳng hạn đi đã có thể dạy cho các bạn được về cái thằng kéo thả với lại thằng D&D kit và dạy cho các bạn những cái vấn đề xử lý logic này nó rất là chi tiết và rất là cẩn thận để các bạn dễ hiểu cũng như là tách nhỏ cái nội dung ra để xử lý tách nhỏ cái nội dung ra làm thành những cái video mặc dù nó dài mặc dù video này mình nghĩ là cũng phải trên một tiếng rồi đấy nhá nhưng mà nãy giờ những cái mà chúng ta đang làm đó để chúng ta làm ra được cái thành quả như thế này đó đấy nhá đấy thì các bạn cố gắng các bạn học theo mình và hiểu được cái này ấy, thì các bạn lên trình nó rất là nhanh rất là nhanh tin mình đi nhá hello hello chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã đến với kênh youtube Trung Quân F, một lập trình viên này của mình nhé Thì uh, như mọi lần này, bạn nào đã quen mình rồi thì mình là Quân nhé Mình là tác giả của blog Trung Quân com Cũng như là của cái kênh youtube này rõ ràng rồi nếu các bạn đang xem video này nhé Và vẫn là cái phong cách của mình Lúc đầu video ấy, mình vẫn luôn muốn dành một chút xíu thời gian thôi Một chút thôi nhé Cho những bạn mà các bạn, bạn lần đầu bạn tới với kênh của mình Bạn tò mò bạn click vào video này chẳng hạn Thì cái nơi đây này là cái nơi mà mình chia sẻ những cái kinh nghiệm làm việc lập trình thực tế nhé các bạn mà mình là một người tích lũy được qua quá trình mình đi chinh chiến rất nhiều các dự án, bao nhiêu năm làm dự án các thứ đấy Rồi mình làm thêm nhiều những cái video chia sẻ kiến thức uh, Những cái khóa học ví dụ như khóa này, sách Pro cực kỳ chất lượng này, video này cũng rất hay này Rồi cái kiến thức bên lề này, Q&A, lập trình viên Các kiến thức hữu ích, các thứ vân vân, là review những cái món đồ công nghệ của mình uh, Tất cả đều trên cái kênh cá nhân này của mình thì uh, mình rất hy vọng được các bạn ủng hộ mình là like cho mình cái video này Cũng như là ủng hộ mình bằng cách là tặng mình một lượt đăng ký kênh nhé Đăng ký kênh của các bạn nó là động lực rất rất lớn đối với mình Để mình làm thêm nhiều cái video hay hơn nữa và thú vị hơn nữa trong tương lai Cảm ơn các bạn rất là nhiều à, Mình sống nhanh nhé Vết chung đẹp một lập trình viên trên Facebook có luôn nhé Chung đẹp trên Facebook này nha các bạn vào đây nhắn tin hỏi mình bất kỳ điều gì các thứ nhé facebook com chung này cộng đồng là web fanpage việt nam là cái nơi mà các bạn cũng có thể join vào trên facebook này hỏi đăng bài ẩn danh thoải mái thứ v. vân vân um, blog chính thức của mình là trungweb.com nơi chứa những cái đường link chuẩn về mình đấy và cái khóa này là mơ và mình sẽ cập nhật cái này sớm cái cái link ở đây này tiếp theo là discord là cái nơi mà ừ. đây rất nhiều bạn cũng đã join vào discord rồi tối muộn cũng thấy online bây giờ quá nửa đêm rồi vẫn thấy online khá khá thì cũng là cái nơi để các bạn có thể join vào các bạn hỏi bất kỳ điều gì nó giống như là cái group chat thôi à, các bạn thích discord thì mình tạo discord xong cũng nhiều bạn join vào rồi ok à, nội dung của buổi hôm nay nhé chúng ta vẫn đang ở học phần 1 frontend gì thông qua dự án thực tế sắp xong rồi cố lên video nào gần đây cũng vậy, sắp xong rồi, <laughs> nói là nói vậy chứ vẫn cần còn còn khá, khá một chút nhưng vẫn sắp rồi nhé Thì ở buổi trước chúng ta đã xử lý xong cái vấn đề là kéo cao điểm các thứ này này, nhá. Mãi đến hôm nay chắc tuần trước, mãi đến hôm nay mình mới bắt đầu mình quay tiếp video để làm tiếp. Vì sorry các bạn là bạn nào mà đang theo dõi mà thấy lâu ấy thì mình mới đi tiêm phòng mấy thứ về thì người nó đang ốm ốm sốt sốt nên hôm nay mới khỏe lại để để để, để, để sống dậy để quay video cho các bạn này. Thì chúng ta xử lý xong này rồi. Buổi hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục như các bạn thấy là buổi trước đoạn cuối mình có nói là mình kéo cạc ở trong một cái column nó chạy cũng ok nhưng mà khi mà mình kéo ra bên ngoài một cái nào đấy nó column khác ấy thì nó đang có vấn đề đấy mình kéo ra column khác nó đang có vấn đề hôm nay chúng ta sẽ xử lý cái này nhá rồi um, việc đầu tiên đấy các bạn vào cho mình cái thằng cạc cạc chấm jsx trước đi à mình check out sang bring drag drop cạc phần 2 nhá xong mình chạy ứng dụng lên nhá mình các bạn cũng nên tập check out sang um, rồi cạc chấm jsx này ở dưới cái opacity này các bạn cho mình uh, Mà cái extract của buổi trước nhé bạn cho mình thêm một cái uh, Mình copy cái dòng này xuống dưới đi Mình phải ở chỗ opacity nhé mình xíu Cái da môi nó khô khó chịu quá <laughs> uh, Opacity này Xong rồi này ở dưới nó cho mình một cái là border Border nhé Nếu mà đang kéo thì mình sẽ thêm cho nó Một cái đường viền ấy uh, Dạng này để chuyên ở đây nhá Đó là 1px này solid này và cho mình một cái mã màu xanh uh, à, mã này đi mình lấy một cái mã này đã đây tùy các bạn mình lấy cái màu emerald này nhá emerald đấy mình vết vào đây đấy còn không thì là Amplify. thêm cái border thôi buổi trước opacity rồi thì bữa nay thêm cái border bình thường thôi để mình làm gì các bạn nhìn này đấy mình kéo thì nó có thêm cái border xanh xanh này nhìn cho nó dễ nhìn hơn kiểu kiểu thế nhé có cái border đường viền màu xanh lá cây nhé tùy các bạn các bạn thích mix màu nào thì các bạn mix thôi nhé mình thì fan của màu xanh lá cây rồi <laughs> rồi ok bắt đầu này à, khi mà chúng ta handle drag n là trigger khi kết thúc cái hành động kéo mà mình đã giải thích rồi đó và mình sẽ mở lại console để chúng ta nhìn một chút rồi bây giờ mình kéo mình thả ra đấy handle drag n Kể cả mình kéo sang con đường khác cũng vậy Mình vẫn ăn cái handle drag n Có nghĩa là mình kéo được Các bạn nhìn này các ID 11 kéo sang bên phía Của khu vực của cái cạc ID 01 Là cái cạc này mình vừa mới kéo xong Nó vẫn có Rồi um, Thì uh, đầu tiên đi Ở dưới con slot của handle drag n Hôm nay mình thêm một cái code đấy đã Mình sẽ thêm một cái vòng if nhé Mình if uh, mình một cái gì Mình if một cái là Nó giống như mình kiểm tra là Mình đang kéo cái gì đó các bạn ạ Đấy là mình sẽ sử dụng cái là um, Active drag item type nhé Cái này này Đâu, 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 đâu. đây này active drag item tie nếu như bằng 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 này active drag item tie của buổi trước nhá chấm cạc đây mình sẽ bắt cái việc chúng ta kéo cạc ở đây đi à, mình sẽ trong này mình sẽ để một cái là con CLG, con lock à, đây là hành đây hành động kéo thả cạc và tạm thời không làm gì cả mình để như này đấy và ví dụ như cái đoạn này ít này nếu như kéo thả cạc này thì mình sẽ làm gì mình sẽ đơn giản là mình thêm một cái return ở trong vòng if này là nó sẽ dừng cái chương trình ở đây nó không chạy tiếp đến cái đoạn dưới đoạn xử lý này là cái đoạn của column thì buổi sau sẽ xử lý lại cái handle Rock end kỹ hơn hôm nay sẽ sẽ để một cái con đốc như này cho các bạn dễ nhìn thôi bạn nhìn này mình làm lại này đấy mình kéo thả cạc mình thả nhé thì nó rơi vào cái đoạn này này hành động kéo thả cạc và tạm thời chúng ta không làm gì cả có nghĩa là cái lốc nó không rơi xuống dưới này đâu các bạn ạ ví dụ như cái handle Rock end này mà mình move nó xuống dưới đi như này đây mình kéo xong, nó chỉ là kéo thả cạc tạm thời không làm gì cả thôi, nó không lốc cả cái event ra nữa nhé. Mà cái event này thì mình nên để nó ở trên này, ngay phía trên, đấy, lưu lại. nhé hành động kéo thả cạc thì tạm thời mình đang để hai con slot này, là coi như mình không làm cái gì. Bây giờ này, như mình có nói đó, handle rock n có chạy, nhưng mà sang bên đấy có lùng này thì nó không làm cái trò chống gì cả. thì là bởi vì sao? là bởi vì ở uh, các bạn nhìn vào cái DND đi của chúng ta, chúng ta có hành động start chúng ta có hành động end thì bây giờ ở giữa cái hành động start và cái hành động end nó có một cái nữa đó là hành động over dạng over kiểu đi qua này kia các thứ đó và sơ đọc đi đi contact đi uh, đi contact là sẽ có thôi bây giờ đơn giản ngay ở giữa cái nó này đi đi contact nhá ở giữa start và end luôn nhá để cho đúng thứ tự luôn thực ra không cần đúng thứ tự cũng được nhưng mà để cho nó gọi là mình đọc code nó clean nó gọn gàng hơn kiểu kiểu thế mình biết được là code nó chạy kiểu gì kiểu gì start rồi đến over rồi đến end đây là cái hành động ở giữa này đó là on drag over đấy các bạn nhìn này có một cái on drag over nhé chúng ta dùng cái over này này bằng uh, on the drag over để bị chết để bị thì các bạn cho mình một cái hàm chúng ta cũng sẽ đặt tương tự như handle drag start handle drag end thì nó là gì nó là handle drag over kiểu này ok chúng ta sẽ sử dụng cái on drag over này nhé tiếp theo này các bạn lên trên này chúng ta sẽ ở giữa cái handle drag start và handle drag end đây ở giữa hai cái function này chúng ta tạo function thôi có tăng handle rack over bằng bữa nay yên tâm buổi nay code không nhiều lắm đâu nhưng mà không nhiều nhưng mà lại khó Đấy. cái nghịch lý có nhiều thì không có lắm nhưng mà không nhiều thì logic nó lại rất là khó nhá buổi nay khá là khó rồi đấy các bạn cố gắng nhá hình về cảnh báo trước đấy nội dung code ít nhưng mà rất là khó Uh, rồi handle rock over cái handle drag over này ấy thì nó là cái gì mình sẽ để một cái comment ở đây đấy đó là trigger trong quá trình kéo drag một cái phần tử đấy là cái quá trình của chúng ta kéo nha các bạn các bạn lưu ý nhé quá trình kéo thì trong thằng này mình sẽ cũng để một cái con slope đi mình sẽ copy cái con Slot của handle drag end lên trên mình ném vào đây các bạn nhìn này là con Slot handle drag over event tạm thời mình sẽ đóng cái con Slot của thằng drag end lại này và cái con slope hành động kéo là cạc này có khi comment lại đi cho nó gọn đã nhá. Yeah. có sẽ lốc mà lốc bình thường thôi. các bạn nhìn này mình ra ngoài mình em làm lại nhá mình kéo này đấy cái handle rack over nó chạy các bạn nhìn này nó đang chạy này nó chạy rất là nhiều để chúng ta bắt cái sự kiện là khi mà chúng ta đang kéo cái phần tử nó chạy qua chạy lại chạy qua chạy lại Linh tinh ấy nó là handle rack over nhá đây chúng ta dùng thằng này mở cái nào ra thấy thôi chúng ta đang kéo thằng cạc đi 11 này active này ờ, rồi over này đấy cũng có những cái dữ liệu nó tương tương tự như là handle drag end kiểu kiểu vậy nhá là trigger trong quá trình mà chúng ta kéo nhớ chưa tiếp theo này uh, ở đây mình sẽ có một cái if như này ở dưới cái Slot nhé các bạn cho mình cái if ở đây trong handle drag over nhé mình sẽ if là nếu như cái active drag item tay đúng không active drag item tay giống như cái thằng bên dưới của handle drag end nếu như mà nó bằng 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 này Oops. đây active drag item tay chấm column chỗ này là column nhé để bắt cái hành động là nó kéo column thì chúng ta Return luôn đây, đấy, các bạn để cho mình cái Return ngay trên cùng dòng ít luôn nhé. ở đây đoạn này là gì? mình sẽ để một cái comment tiếp. những cái comment này các bạn có thể dừng video các bạn gõ tùy nhé. đó là chúng ta sẽ không làm gì thêm nếu như chúng ta đang kéo column. vì sao? là bởi vì cái column của mình nó, các bạn đoạn này này, cái column của mình nó ok rồi này, đấy, nó mình không muốn đụng gì đến column cả, mình không muốn viết code xử lý thêm gì ở dưới này đã đấy thì đoạn dưới này là dành cho các này, đấy kiểu kiểu như thế này nhá ví dụ gì? ví dụ cái cái handle drag over này đi mình để dưới cái thằng ít này luôn đi đấy cho nó gọn luôn đấy handle drag over có nghĩa là như nào bây giờ mình kéo column thì mình không làm gì cả đấy các bạn biết rồi đấy cái column của chúng ta hoạt động ok rồi và mình đang không muốn đụng gì đến cái column này cả vì logic nó xử lý nó rất là phức tạp loang ngoằng cái đọc à, cái cái cốt mẫu của bọn nó thì bọn nó xử lý chung nên đọc cốt rất là dối bây giờ mình tách riêng ra để mình làm cực kỳ dễ hiểu và chi tiết cho các bạn đấy mình tách riêng hẳn ra trường hợp là kéo column và kéo cạc là những cái mà ví dụ như cái mình đã nói các bạn đấy multiple container của bọn này đọc đấy, nó làm rối lắm, nó làm kiểu phức tạp lắm nhưng mà đọc được code của nó thì các bạn lại càng tốt thôi, nhưng không sao chúng ta tách riêng ra, làm gì cũng phải clean dọn dẹp dạ, ở uh, clean sạch sẽ và gọn gàng nhé. Rồi bây giờ không làm gì thêm nếu như là chúng ta đang kéo con này, còn tiếp theo này, lại tiếp tục một cái comment nữa này, mình sẽ để những cái comment Uh, video hôm nay sẽ có rất rất nhiều comment mình đã chuẩn bị sẵn comment tiếng việt luôn đấy để mình làm cực kỳ dễ hiểu cho các bạn các bạn chịu khó đây không làm gì nếu như đang kéo column là mình return rồi còn nếu kéo cạc thì chúng ta xử lý thêm để có thể kéo cạc nó qua lại giữa các cái column đấy, mình sẽ để tiếp cái dòng console ngay dưới cái dòng comment này đi rồi bây giờ dưới cái dòng console mình tiếp tục mình code này constant mình ở đây mình dùng uh, tương tự rồi cái active và over từ cái event từ cái event mình kéo mình vẫn có lấy được active và over mà kiểu này này thấy nhá đây chỗ này sẽ là tương tự như bên dưới của cái thằng handle rock end đi active over event à, xong tiếp tục mình làm cái gì nhỉ? À, mình ít tiếp đúng rồi, mình phải kiểm tra cái này nữa này. Nó giống như mình kiểm tra cái nếu như không tồn tại over kéo linh tinh ra ngoài thì mình return luôn để tránh lỗi này này. Ở à, thì copy luôn cái dòng này đi. Cho nó lệ Đấy nhá. Nếu như không tồn tại là cái over cái mà chúng ta kéo linh tinh ra ngoài ấy, thì return luôn để tránh lỗi và thực chất ra thì chúng ta hôm nay mình bổ sung thêm đi cho chắc chắn mình không chắc đoạn này lắm về cái vấn đề là cái active sau này mình gọi có cái trường hợp nào mà mình kéo mà không dính cái active mà active nó không tồn tại không nhỉ uh, active khi mà chúng ta kéo lên thôi kệ sửa đi như này đi các bạn các bạn ít luôn cho mình kiểu này này phủ định của active hoặc phủ định của over chúng ta return luôn để đảm bảo vì là ở dưới chúng ta sẽ chuẩn bị đi sâu vào cái thằng active này chúng ta gọi cái data ở lồng bên dưới nó rất là sâu kiểu kiểu thế nên là tốt nhất là chúng ta nên kiểm tra thật kỹ nếu như không tồn tại active với over thì return luôn uh, đây này mình sẽ để lại cái comment như này nó kỹ hơn hôm nay mình chuẩn bị comment kỹ hơn cho các bạn rồi đó là chúng ta sẽ cần đảm bảo nếu như không tồn tại active hoặc không tồn tại over thì nó trong trường hợp mà khi chúng ta kéo ra khỏi phạm vi container ấy thì chúng ta sẽ không làm gì cả để tránh crash trang web của chúng ta Đấy nhá cái này mình sẽ đập ngược lại cho vào cái handle rock end cũng vậy đi handle rock end. đoạn handle rock end. rồi Đấy, mình cũng ném tương tự như thế thế luôn cho nó cập nhật code mới trong handle rack nhé. Đấy, tiếp tục nhìn lại cái handle rack over này. À, rồi, bây giờ lại tiếp tục đi xuống cốt tiếp này. Bây giờ mình sẽ cần lấy được cái active ID này. À, over ID này. Rồi, nhưng mà mình cần phải đặt cái tên cho nó gọi là rõ nghĩa nhé. Nó sẽ là như thế này này. Ừ, à, đầu tiên các bạn gõ cho mình như này. tăng đóng mở hoặc nhọn này. À, bằng active và um, constant đóng mở ngoặc nhọn tiếp tục bằng over. Mình sẽ sử dụng object destructuring ở đây để mình lấy dữ liệu ra nhé. Đầu tiên là mình lấy cái dữ liệu là id của cái active này và over cũng vậy, mình cũng lấy id. Rồi tuy nhiên đấy, cái tên id nó khá là chung, mình muốn đặt một cái tên nó thật là rõ nghĩa để các bạn dễ hiểu. Đó là mình sẽ assign nó sang cái tên biến này hai chấm này. Các bạn gõ giống mình nhé. Mình sẽ để cái tên key là active này. Uh, active dragging cạc id rồi active dragging cạc id còn cái thằng over ấy thì đơn giản là over cạc id bằng over dĩ nhiên bởi vì bởi vì sao bởi vì cái id lúc này chúng ta đang luôn luôn kéo thả card nhá kéo thả có lường thì chúng ta chặn ở trên rồi đoạn này là kéo thả card nên là mình đặt cái tên biến ấy nó phải rõ nghĩa là cạc id chủ yếu là cạc id thôi còn cái thằng active ấy cái thằng mình để thêm chữ dragging có nghĩa là để hiểu là chúng ta đang kéo cái thằng nào đấy dragging là đang kéo nhá các bạn sẽ hơi các bạn sẽ cảm thấy hơi còn chỗ này một tí này đoạn này có cái id đang kéo đúng không id đang kéo uh, nhưng mà ở buổi trước chúng ta có một cái cũng là active drag item id nó cũng thuộc về dạng là chúng ta đang kéo cái gì đấy Mà tại sao chúng ta không dùng cái này luôn đúng không thì uh, bởi vì sao bởi vì là thực chất ra cái này này mình không chắc lắm là mình sẽ dùng tiếp đâu mình sẽ sẽ dùng nó để ở cái buổi tiếp theo ấy là mình sẽ uh, mình cốt thêm về cái handle rack end đã là mình mới chắc cốt là mình có dùng thằng này hay không còn bây giờ ấy các bạn phải hiểu là chúng ta đang xử lý cái dữ liệu ở trong cái thằng over này là chính nên là cái mà chúng ta đang lấy ra được ở đây ấy thì chúng ta nên lấy ra và dùng luôn cái cái ở trong cái function này cái mà chúng ta lấy ra được ở đây này nha trong cái phạm vi cái scope của thằng handle rack end này đấy nhá đấy nó đơn giản nó giống như là một cái kinh nghiệm đi làm và sử dụng cốt thôi sử dụng data dữ liệu thôi nhé nó không có vấn đề gì cả thậm chí có thể dùng cái ở trên này cũng được nhé nhưng mà nó sau này đọc lại cốt nó cũng khó kiểu kiểu thế nó cũng phức tạp khi mà chúng ta cập nhật lại dữ liệu ở trên các nó chung một loại à, không biết giải thích thế nào nên mà giải thích như vậy thôi chứ còn đoạn này thì thực chất là những người dạy khác thì dạy các bạn thì chỉ dùng ID cái là xong rồi đúng không? <laughs> active dragging cả ID là một và over cả ID là hai Tiếp theo ấy, trong thằng Active mình sẽ cần lấy ra được cái dữ liệu. Mình sẽ lấy nguyên cái cục data current này này. Data current. Đấy nó chính là nguyên cả một cái dữ liệu chúng ta của cái mà chúng ta kéo cái card ấy nhá. Và nó sinh ra thêm cái sortable của thằng thư viện kệ nó, không vấn đề gì liên quan. Thì uh, sau cái ID hai chấm của active racking cả ID này các bạn phải cho mình này. Các bạn cho mình data xong rồi lại hai chấm này. Đi sâu vào data, chúng ta đi tracking mà. Chúng ta sẽ được một cái là current. Đấy, hai chấm cordon hai chấm tiếp thì cái current này ấy, mình sẽ đặt cho nó một cái tên đó là active rocking card data dễ hiểu chưa thay vì là lấy active chấm data chấm current xong rồi cứ cốt active chấm data chấm current bên dưới kiểu này active này chấm data này chấm current này Đấy, thay vì cứ dùng như thế này ở bên những đoạn cốt tiếp theo mình đã đưa nó ra thành một cái tên biến cho các bạn đọc phát cái tên biến là phải hiểu luôn đây là cái dữ liệu của cái card đang kéo đang active đấy nhá. thay vì là dùng cái này đúng không rồi và cách là dùng object destructuring ở đây ok uh, đây, 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 đây. bây giờ mình sẽ để comment bây giờ mới để comment vào này active dragging cạc nó là cái cạc chúng ta đang được kéo tiếp theo này còn cái đấy, đấy, comment over card. đây over card là cái cạc mà chúng ta đang tương tác ở phía trên hoặc phía dưới so với cạc được kéo cái over nó là cái mà chúng ta kéo xong là ví dụ mình đang tương tác với thằng 13 này này thì cái over sẽ là cái thằng 13. Đấy sau mình kéo sang bên này over thằng nào mình sẽ ăn được thằng đấy, kiểu kiểu thế nhá. Rồi. Việc tiếp theo là chúng ta sẽ cần đó là chúng ta sẽ có những cái comment buổi hôm nay rất là nhiều comment kỹ. Đây, tiếp theo các bạn có thể gõ, dừng màn hình có thể gõ, đó là chúng ta sẽ tìm hai cái column theo cái cái ID chúng ta có hai cái cả ID ở trên này một cái một cái thuộc về là cái đang được kéo một cái là đang tương tác với dưới nhé active và over thì bây giờ mình sẽ tìm tìm ra hai cái column của chúng nó nhé các bạn lưu ý nhé ví dụ kéo trong này thì hai cái column chính là khi chúng ta kéo một cái cạc trong một column thì hai hai cái column bản chất là một cái thôi là đan column 03 nhưng mà khi chúng ta kéo sang một cái column tiếp theo là chúng ta sẽ phải lấy được cái column 02 chẳng hạn đấy để chúng ta tìm cái column cái đi thì để mà tìm hai column cái đi này này mình sẽ cần phải viết một function chung ở bên ngoài nữa um, start over cái này thì mình sẽ viết ở trên cái start đi mình sẽ viết một cái function này constant này ờ uh, file column by on uh, ID. File column tìm cột theo các ID. Đây nhá, bằng một cái arrow function. Và dĩ nhiên đã tìm được các ID ấy, thì trong cái tham số chúng ta phải nhận được một cái là các ID nhá, đồng cái arrow function. Rồi đoạn này bây giờ gõ theo mình trước đã này. return luôn này. Chúng ta return cái gì? Chúng ta đang có sẵn cái dữ liệu là đây, chúng ta đang có sẵn cái ordered column, cái state chúng ta nhé. Sau đó chúng ta chấm cái gì? Chúng ta sẽ chấm file luôn, tìm luôn, vì nó đang là một bảng mà. Chúng ta tìm, chúng ta sẽ được những cái um, column, số ít này, uh, column này, trò đến này, column, chấm cạc, nhá cạc có S nhé. Sau đó này, chấm map, đóng bằng hoặc. chúng ta, đây là cái map của cái cạc nhé, thì chúng ta sẽ được cạc này, số ít này, cho đến Uh, cạc này chấm gạch dưới id này đấy sau đó nhá ở ở bên trong sau cái của thằng map nhá sau cái cái quặc cái cái ngoặc tròn đóng của thằng map này các bạn lại cho mình cái hỏi chấm chấm với lại in uh, include nhớ một hoặc cứ gõ đi nhìn nó nó vậy thôi nhưng mà nó cũng dễ hiểu thôi include cái cạc id chờ đây nhớ đây nhá đoạn này đoạn này mình phải viết code rất là rõ cho các bạn luôn đấy chứ bình thường cái chỗ chấm file này mình toàn dùng y thôi các bạn ạ mình dùng y kiểu này này y này xong chỗ này là z này z này kiểu kiểu thế thì đôi lúc thôi đấy, đôi lúc quen rồi mới dùng thế còn bây giờ làm thật là rõ à, rồi cái đoạn code này nó là cái gì mình sẽ lại tiếp tục để comment ở đây file column by các id này chỗ này nó là cái file column by các id thì thôi cứ để cái comment ra rõ nhỉ tìm một cái column theo caradip thôi đã, đã cho làm thì làm cho cẩn thận comment cẩn thận cái đoạn này nhá đây là mình để một cái comment nữa ở đây này để các bạn có thể dùng màn hình các bạn gõ này à, mình đang bản chất là đồ, mình đi vào cái 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 cái, cái mảng column sau đó mình tìm cái column này mà nó chứa một cái mảng cạc đúng không cái mảng cạc của mình các bạn mình phải nhìn một cái dữ liệu đi các bạn ạ không có mình nói sợ các bạn lại lú đấy column này chúng ta có một cái mảng cạc này Nhá, các bạn nhìn này một cái mảng cạc luôn rồi mình map cái mảng cạc này để mình lấy được thành một cái mảng mới là chứa toàn bộ những cái id id của cái cạc đây nó là gạch dưới id nhé rồi sau đó cái mảng id tiếp theo này này sau khi mình lấy được không qua map map nó trả về mảng mới thì mình kiểm tra xem cái mảng đấy nó lại có chứa include include có chứa cái cạc id mình chuyển vào đây hay không nếu như chứa thì đoạn này nó return luôn còn nếu không thì đoạn này dĩ nhiên là nó trả về cái giá trị đã undefined thế thôi nhé với cả đoạn này cần lưu ý thêm cho mình đó là ở đây nó có một cái lưu ý là các bạn đôi lúc các bạn sẽ nhìn bạn nào đã tinh ý thì bạn nhìn này mình có một cái cạc order ids nó đã sẵn cái đám id của cạc rồi đúng không các bạn sẽ thấy cái này đúng không mà tại sao ở đây mình lại phải khổ công mình dùng cái chấm cạc sau đó là chấm map kiểu kiểu là như này file này column này chấm cạc này ờ, đi vào chấm cạc sau đó um, cạc làm cái mảng có cái để hỏi chấm đi column hỏi chấm chấm cạc rồi hỏi chấm chấm map cho chắc nhỉ nhé, thêm cạc chấm map, cho nó cẩn thận mà. À, tại sao mình lại phải dùng như này cho nó khổ ra? Nhưng thực chất là không phải khổ đâu, có ý đồ cả, đấy là sau mình sẽ làm ở những cái handle rock over này, cái mà mình, mình chuẩn bị cốt tiếp này. đó là ấy. Đây này. Chúng ta sẽ cần phải làm dữ liệu cho cái cạc trước hoàn chỉnh, rồi chúng ta mới tạo ra một cái cạc order ids mới, rồi chúng ta lại cập nhật ngược lại cái state. nên là đoạn này mình phải lấy theo cái cạc. hiện tại các bạn cứ hiểu như vậy đi mình sợ các bạn không hiểu nhưng hiện tại cứ cố hiểu như vậy đi nhá mình để comment rất là kỹ ở đây nói chung ấy chỗ này phải dùng cả nhá nhớ đấy comment thì mình cũng viết hết cỡ rồi vậy là mình có một cái hàm là file column by các id đúng không bây giờ việc còn lại của mình là đoạn dưới này mình có tiếp này mình sẽ tạo ra constant trong cái tiếp tục nhá trong cái handle rack over này mình sẽ tìm là active active này column bằng file column by các id cái hàm của chúng ta đấy nhá file column cũng đã file column by các ID trong một ngoặc này mình sẽ chuyển vào gì active Rocking card ID thôi đấy tiếp theo, theo này cái dưới là active column rồi thì cái dưới là over nó là over column nhá thì chúng ta sẽ tìm theo over các ID việc còn lại là bây giờ mình thử console log ra hai cái khi chúng ta code cũng vậy lúc chúng ta code chúng ta phải console log và chúng ta thử xem rất là nhiều đây này kiểu này cho dễ nhìn rồi bây giờ mình kéo này, uh, oh da, sao nó nhiều này, mình uh, mình tạm thời mình đóng cái lốc của handle rack over lại nhé, mình kéo này, chill, active column và over column lúc này đây các bạn thấy mình lấy được rồi này, vẫn là cái column id không ba thôi, là cái thằng này, rồi bây giờ mình kéo sang cái không hai, các bạn nhìn này, cái lúc này nhé mình thả ra, mình cứ thả ra thôi, đầu tiên là không ba không ba là lúc mà mình vừa nhắc lên, tiếp theo nó chạy sang cái không hai rồi này, đây, active là không ba là cái bình thường này còn cái over là mình kéo sang cái column không hai đấy coi như mình lấy được cái column biết được mình kéo sang column không hai rồi ok câu chuyện là bản chất là nó ở đây là xong nhá tiếp tục này cứ bình tĩnh nó còn lòng hoa lòng hoa lắm Ờ à, nếu không tồn tại uhm, tiếp tục lại phải nên một cái ít nữa nếu không tồn tại thì nó sẽ là như này mình tiếp tục mình ít này nếu như không tồn tại tiếp column phủ định active column hoặc không tồn tại over column thì cũng là return luôn đấy nó tương tự cái bước mà chúng ta kiểm tra cái active với over ở trên ấy. đấy kiểu kiểu thế thì bây giờ sau khi mà mình đi qua mình tìm nó không may cái dữ liệu của chúng ta có vấn đề gì đấy chẳng hạn đấy cái dữ liệu state chúng ta không may thôi mình ví dụ trường hợp thế thì cũng cần phải kiểm tra cho chắc cốt của đấy nhá nên nên có những cái kiểm tra nó cẩn thận cốt của bạn nó hạn chế crash hạn chế chết nhất có thể nhá thì chỗ này cũng sẽ để một cái comment đấy nếu không tồn tại một trong hai cao thì không làm gì hết để tránh crash trang web tiếp này ok tiếp tục xuống dòng này câu tiếp rồi bây giờ tiếp theo là sẽ là cái vòng if tiếp theo này if này chúng ta if cái gì chúng ta sẽ bắt đầu if nếu như lúc này là mình biết chắc là mình phải có active column và over column rồi đúng không này chúng ta sẽ tiếp tục này active column chấm gạch dưới id nếu như nó chấm than bằng bằng over column chấm gạch dưới ID thì chúng ta mới viết code trong này để chúng ta xử lý thế thôi đúng rồi rồi mình sẽ đóng một cái này lại thì uh, đấy đây nhá các bạn gõ như này như này cho mình xong mình để ở đây một cái comment hơi dài nó hơi dài thật nhưng mà nội dung nó khó chịu khó cốt cũng nhanh thôi sắp xong rồi đấy nhưng mà nó khó nó phức tạp nên mình phải chỉ các bạn đấy nhá đây là mình kiểm tra cái gì mình kiểm tra nếu như hai cái column khác nhau thì mình mới cho cốt vào đây Um, cốt chạy vào đây các đây là, mình ra ngoài mình kéo cho các bạn xem rồi bây giờ mình kéo ở trong một cái column thì mình không có gì cả nhưng mình kéo ra ngoài phát đấy mình kéo sang column khác một cái là cốt nó chạy vào đây kiểu kiểu là như thế nhá mình kéo kéo sang là khác kéo về cốt chạy vào đây kéo cốt chạy vào đây nhá còn nếu mà mình kéo ở chính nó này column nó thì không làm gì đấy thì nó là cái đoạn ít này đơn giản mình kiểm tra đi của hai column thôi và tại sao mình phải có cái bước này mình để comment rất là kỹ ở đây đó là À, khi chúng ta kéo qua hai column khác nhau thì chúng ta mới xử lý logic còn nếu mà chúng ta kéo trong chính column thì không làm gì đấy mình vừa mới demo nhé đây cái vị lý do ấy là cái đoạn mà chúng ta đang xử lý cái lúc kéo thôi là kéo cái handle drag over tại sao là cái lúc mà mình kéo ở trong một column mình thấy nó hoạt động trơn tru ngon rồi mình mình không đụng gì nữa mình không làm gì nữa chỉ khi mình kéo sang mình đang có vấn đề này này đấy mình kéo sang đây mình mình không ăn được cái gì cả mình không thấy cái gì cả thì mình mới viết code mình xử lý đấy đây là cái đoạn mà chúng ta đang xử lý lúc kéo nhé các bạn nhớ nhé lúc kéo hôm nay là chỉ xử lý cái lúc kéo thôi còn cái lúc mà kéo xong xuôi để mà dữ liệu nó ok nó ăn ấy thì nó là cái vấn đề ở handle rock end nhá nó không liên quan nhớ đấy rồi bây giờ mọi cái cốt đã tiếp tục ở trong cái vòng if này rồi trong vòng if này chúng ta làm cái gì chúng ta sẽ gọi đến cái set state của cái gì của cái ordered column này này đấy nhá set ordered column này các bạn gọi được cho mình cái set ordered column đây rồi các bạn đóng vòng hoặc cho mình Uh, hôm nay sẽ hơi khác một chút này là chúng ta sẽ có một cái biến là prev column có s nhá cho đến một cái euro function như này đấy thay vì chúng ta có dữ liệu chúng ta sẽ state thì ở đoạn này là chúng ta phải xử lý state trong cái quá trình mà chúng ta cập nhật lại cái dữ liệu rồi cứ gõ lại đi lát nữa là sẽ hiểu ngay hết mọi thứ đấy nhá cái prev column có nghĩa là cái column trước đó đấy trước khi cập nhật state vì dĩ nhiên là chúng ta kéo cái dữ liệu này này chúng ta phải cập nhật cái state để cái state nó biết được là chúng ta đang kéo đến vị trí nào và nó thả đúng một cái vị trí đấy là dữ liệu nằm ở vị trí đấy đoạn này chúng ta cần phải set state cái này này ừ, trước khi chúng ta cố tiếp thì mình cũng phải chia sẻ luôn với các bạn đấy mình đang làm y hệt như là cái đọc của cái demo của cái bọn multiple container ở trong đắp chính chủ của nó ở buổi trước mình đã nói các bạn đấy trong họ drag over đấy trả qua là mọi thứ cái dữ liệu cái cấu trúc dữ liệu của chúng ta và nó khác nhau thôi đây như nó nó cũng set lại state thôi mà này set item được item rồi chúng ta nó xử lý logic ở đây và nó trả lại dữ liệu ở đoạn dưới đấy, cấu trúc dữ liệu khác nên nhìn nó dối lắm nhé yeah. thế thôi <laughs> mình chỉ muốn nói thế thôi um, rồi này um, đoạn này đoạn này đoạn này đoạn này là mình sẽ cần một cái bước ừm um, thì mình chỉ đây các bạn gõ cho mình cái này đoạn này trước nhá constant này uh, over các index over các index bằng cứ gõ đi bằng cái gì bằng cái over column của chúng ta này over column nhá xong rồi chấm các có s này vì là chúng ta đang đi vào trong cái từng từng cái các của chúng ta ấy. over column hỏi chấm chấm các đi Ôi. hỏi chấm chấm đi uh, rồi sau đó hỏi chấm chấm file index chúng ta dùng cái hàm file index đoạn này nhá ở bộ các lồng hỏi chấm chấm cạc chấm đấy chúng ta map rồi chúng ta sẽ được những cái cạc cho đến này cạc chấm um, gạch dưới id bằng 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 cái gì over cả id rồi đoạn này mình sẽ để tiếp một cái comment vừa code vừa comment thật kỹ để cho các bạn dễ hiểu mình rút kinh nghiệm có mấy bạn cũng comment bình luận trên youtube mình bảo là cố gắng comment thì làm thật cẩn thận cho các bạn mình cũng muốn như vậy mà, phong cách của mình đoạn này nhá đó là chúng ta đang đi tìm cái vị trí của cái thằng over trong cái column đích là cái nơi mà cái cái cái, cái nơi mà uh, cái nơi mà active card của chúng ta sắp được thả đây nhá nơi mà active card sắp được thả các bạn lưu ý nhé đấy over index có nghĩa là sao có nghĩa là bây giờ mình sẽ cần phải biết mình sẽ console log over cái đấy nên cho các bạn nhìn cố gắng để làm các bạn không khó hiểu mình kéo này oops mm. reading map mm. cần phải có đi reading map sau thêm một con tay sơn map à ý chờ mình check một chút cái đoạn mà mình vừa mới map mùng gì đấy over column này chấm cạc này chấm file index cạc id bằng over cạc id này sort từ bộ bọn nó bọn này nó lốc ra reading hơi dị ta kéo ra ngoài phát là chết này sortable context cái ông cái index của mình có rồi này nhưng mà mình để, để mình check xem tại sao cái sort cái cái code nó rơi vào cái ừ. Đoạn này mình có đảm bảo này nhé, Mình thử lại phát lại xem nào Mình sẽ comment cái đoạn này lại phát xem nào Vô lý quá, vô lý quá À, đến đây không sao Đến đây không sao Mà cái over column Active column này Xong rồi over column Vô lý quá nhỉ À. Có nhiều quá lũ mình phải hiểu vấn đề ở đoạn này. Every Nhưng lại phát đã. Rồi, ok. Ờ, cái lý do ấy là bởi vì là mỗi lần chúng ta kéo này là chúng ta đang xét ngược cái state lại cho cái nguyên cả cái 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 cái, cái đám con của chúng ta. Đấy để chúng ta biết được cái vị trí nó như nào. Thành thử ra ấy là cái đoạn trong cái đoạn xét này này tạm thời mình phải return lại đúng như là cái prefix column luôn à, mình clone ra thành clone nó riêng ra thành một cái mảng mới return nếu không có ấy, thì có nghĩa là nó return bị undefined và khi nó undefined là nó và khi mà mình kéo tiếp ấy lúc mà mình kéo nó chạy mấy lần mà nó kéo lần thứ hai nó không còn dữ liệu nữa có nghĩa là state không còn dữ liệu nữa thì nó bị chết thế thôi nó chết trang nhá đoạn này lưu ý cái 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 set state <laughs> tự nhiên con chiều đoạn này xong lú thì chúng ta tập trung vào ô cái index đấy các bạn nhìn này mình kéo này đấy ô và cả index chính là cái thằng 08 nó đang vị trí số 0 Bây giờ đến thằng 09 vị trí số 1 và đến thằng 10 vị trí số 2. 0, 1, 2 nhá. Đấy, nó là cái over đấy nhá. Có nhiều đoạn này để lú hết cả lên. Rồi, có tiếp theo có một cái đoạn này rất là hay này. Bây giờ mình xóa cái ô cái đấy đi. Đoạn này là mình sẽ đi um, chuẩn bị mình đi uh, gọi là lấy cốt xuống nó này. Hmm, new cái index new. Đấy nhá. đoạn này bạn bạn cũng phải làm giống mình này. Ở trong cái thằng multiple container của cái này mình cũng đã nói ở mấy video trước rồi đó. Và trong cái hàm on drag over, các bạn có thể search cái hàm đấy. À trong cái on drag over của bọn này này, đấy nhá. Dòng số 315. Chúng đang làm over mà. Nó có một cái đoạn này này. New index này. Đấy, xong rồi over ID in item rồi new index if L, các thứ này kia này. Đấy nhá. Nó là cái đoạn kiểu kiểu này. Zoom lên mình có một file code bọn này mình clone về rồi bạn có thể lấy thì lấy file code đoạn đấy nó là cái đoạn này nó là một cái đoạn xử lý logic mà mình sẽ chuẩn bị giải thích cho các bạn bây giờ mình sẽ code đầu tiên là mình cũng let này nhưng mà mình sẽ đặt tên khác đi nhá new card index đấy giống như bọn nó new index nhá chúng ta viết ra script chúng nó để một cái 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 kiểu kiểu dữ liệu kệ động chúng nó nhá và cái code chúng nó if l if này để nó nó làm cả cho cái column ấy đấy nhá. còn mình chỉ đang tập trung vào cạc thôi nên mình sẽ tập trung vào cái cốt trong else này này các bạn nhìn cho mình cái cốt trong else này này mình sẽ copy y nguyên cái đoạn cốt trong else này của chúng nó copy y nguyên các bạn cũng nên copy giống mình đi và mình sẽ ném nó dưới cái new card index à, sau đó sửa lại một tí à, đầu tiên cái is below over item này nó check nếu như tồn tại cái over thì nó mới làm tiếp những cái bên dưới thì cái over này là mình đã check ở trên rồi Chúng ta đã check nếu như không tồn tại over thì return rồi nên là đoạn này không cần nữa. Bỏ cho mình cái over và và này đi. is below over item. Nó sẽ bằng là active.rec.current.translated và và cái này để trên một dòng này. Cái active.rec.current.translate.top lớn hơn cái cụm over.rec.top cộng over.rec.hay này. Đây, thì cái này cũng để trên một dòng. Xóa cái dấu chấm phẩy đi, nhìn cho phải ngơ mắt quá. Xóa chấm phẩy đi. Uh, tiếp theo là modifier rồi để liền nhau modifier xóa dấu phẩy đi modifier new index cái new index này nó sẽ là cái new card index của chúng ta nhé lưu ý này là new card index cái này để trên một dòng đi bằng uh, over index cái over index này chúng ta là cái over card index của chúng ta nhé cốt chúng ta đang rõ ràng hơn nó <laughs> chúng ta đang là column và card mà rồi tiếp theo vẫn là over index thì sửa thành over card index này cộng với lại modifier còn nếu không thì là over over item chấm len cộng 1 rồi, rồi 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 đoạn nó này, đoạn này phải rất là cẩn thận này có thì ít nhưng mà nó phức tạp này cái over item trong cái trường hợp này ấy, trong cái trường hợp của bọn này ấy, là chúng nó là cái gì các bạn hiểu cho mình nó là toàn bộ ví dụ như khi mà mình kéo đây mình mình kéo cái từ column 03 sang column 02 thì cái over item này này nó chính là toàn bộ cái mảng cạc của chúng ta này trong cái column 02 nhớ nhá toàn bộ trong column 02 và nó lấy toàn bộ cái giá trị đấy và cộng lên một thì lúc này nhớ nhá cái over của column item ở đây của chúng ta khi mà đưa sang dữ liệu chúng ta đang làm việc ấy nó chính là cái của chúng ta là over column này này các bạn nhớ này nó là cái này nhá cái over column nhá cẩn thận nhá nó là cái over column của chúng ta này over column sau đó hỏi chấm chấm cạc rồi mới hỏi chấm chấm len sau đó mới cộng lên một đây nhá nhớ nhé các bạn lưu ý nhé over column hỏi chấm chấm cả và uh, hỏi chấm chấm đen cộng lên một tiếp theo mình sẽ con solo um, mình sẽ con solo mấy thứ ở đây luôn cho các bạn xem new các index này chính là new các index này rồi is below over item này modifier này nhé sau khi mà lấy cốt xong hoặc các bạn chịu khó gõ lại đoạn này nhé đoạn này các bạn phải chịu khó gõ lại này nhớ nhé gõ lại cẩn thận đoạn này lưu lại ra ngoài cái việc mà nó đang làm ở đây nó tính toán lại một cái index mới cho cái cạc chúng ta sắp kéo sang đấy các bạn nhìn này đấy chúng ta kéo sang new cạc index chúng ta lấy được vị trí số 2 0, 1, 2 nói chung là ở cái đoạn này new cạc index 0, 1, 2 này hiện tại thì lốc này nó đang chưa được chuẩn lắm bởi vì mình cần phải xét đúng state lại thì nó mới chuẩn nhưng mà ấy, cái đoạn này là cái đoạn xử lý mình sẽ để một cái comment <laughs> cho các bạn có những thứ nó rất là vòng ngoằng. Đây, đây nó là cái logic tính toán cho cái cạc index mới. Các bạn phải hiểu là khi mà mình kéo thằng 11 sang sang tháng 8, 9, 10, mình phải tính toán được lại cái vị trí index mới. Ví dụ mình kéo xuống cuối cùng ấy thì vị trí index sẽ là 0, 1, 2 và nó là thằng số 3 nhá. Là mình phải lấy được cái new cạc index ở vị trí là số 3. Các bạn hiểu cho mình là như vậy đi hiện tại nó chưa lóc được là bởi vì mình chưa xét lại state đấy đây là cái đoạn nhé riêng cái đoạn này nhé nó là cái đoạn code nhá xử lý cái đánh mới để biết và để biết được là mình kéo ví dụ mình kéo thằng này nó đang nằm ở trên thằng 10 hay nằm dưới thằng 10 ở trên hay ở dưới đó là cái đoạn is below hay là over item của chúng nó rồi tiếp theo này này cái đoạn mà active .rec .current rồi translated này uh, nếu tồn tại này thì active này .rec này .current top lớn hơn over rec top và over rec hay bây giờ các bạn hiểu cho mình là khi mà chúng ta lốc dữ liệu lên đấy đoạn này là phải lại phải lốc dữ liệu lại lên đoạn này đây thì cứ lốc dữ liệu vào là các bạn sẽ thấy ngay thôi nó nó có này active này rec current translated đúng không active này nó đi vào rec này current translated ở đây đang là bị null đúng không rồi tiếp theo này uh, active red current sẽ được nếu có nếu nó tồn tại thì nó mới nhảy vào chấm top các thứ này đấy nhá over chấm top bạn mở cho mình over sẽ thấy over này này và top có này đây là những cái vị trí mà cái thư viện nó làm cho chúng ta rồi khi chúng ta kéo để biết được là cái cái như là gọi sao nhỉ nói tọa độ đúng không ta cái red này ấy. <laughs> rec. javascript um, rct chứ So, react nó React nhiều quá nó thuộc vào một cái dạng là tự nhiên mình quên cái từ để mình muốn giải thích cho các bạn đấy hmm. nó nó là cái gì? <laughs> ừm rồi vị trí của nó đây này size of element and position đây. vị trí của nó so với khung hình các bạn ạ đây nhá nó liên quan cái cái chữ rec này nhá các bạn phải hiểu cho mình, phải giải thích rất là kỹ cái chữ rec này này rồi SCT ấy cái dữ liệu của mình lốc ra ấy đây vị trí của cái phần từ đấy so với cái khung hình hiểu là như vậy nhá À, đôi lúc sau này các bạn đi làm các bạn sẽ cần phải làm cốt phần z này mình đã làm rồi sẽ dùng cái cái ghép bounding grain rep này các bạn sẽ thấy đây nhìn đây cho dễ hiểu này vị trí của cái phần tử so với khung hình trên dưới trái phải nhá thì đoạn này cũng vậy thôi cái hàng thư viện này nó dựa vào cái vị trí ừ, thư viện nó xem ra đoạn những cái rep các thứ này vị trí này, này. bottom hay rep các thứ này và nó xử lý để nó biết được là cái cái đang kéo này nó ở trên hay ở dưới của một cái phần tử nhá và nguyên cái logic này này mình lấy chuẩn luôn ra thư viện là từ cái cốt của nó luôn đấy từ nó luôn và đôi lúc là thực sự là mình muốn từ chỗ hiểu luôn <laughs> mình phải chia sẻ thật với các bạn những cái đoạn như này này là đôi lúc cũng không muốn đi sâu hiểu là bởi vì sao mình đã lốc dữ liệu ra rất là nhiều mình thằng này rồi mình đã đọc mình đọc mình đọc vào cái dữ liệu của thằng này để mình để mình muốn hiểu nó đúng không cái vấn đề ấy, là mình làm cái cách nào cỡ nào trong nữa trong cái trường hợp của mình ấy cái active data um, active và red của mình ấy nó luôn luôn có cái current thật là nun mình không hiểu tại sao có thể nhé có thể là trong cái trường hợp kéo thả multiple này nó nó sẽ rơi vào cái trường hợp là translated là nun uh, tại vì sao mình mình phải nói với các bạn như vậy và khi mà nó nun ấy là mình không hiểu được tại sao là nó tính toán cái vị trí này bởi vì nó phải có dữ liệu thì mình mới dễ hiểu hơn còn cái đoạn logic này mình vẫn phải lấy nguyên chúng nó cho nó chuẩn vì không muốn làm sai lệch đi cái phần logic tính toán kéo thả thực chất ra nhá cái này này đây mình cũng đã từng cái 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 ví dụ của nó luôn đấy Mà mình đã bảo các bạn clone về rồi đó mình cũng đã từng check cái active của nó này rec này current này cũng luôn thôi chat đây luôn thôi đây là đây là cái mà mình đã clone lâu có hot về và mình lốc dữ liệu ra đấy để mình nhìn cho các bạn mình đã đọc cả code của chúng nó mà đấy đọc của chúng nó đoạn này mình cũng đã lốc ra rồi mà nó vẫn luôn thôi thì đôi lúc có những cái mình phải chia sẻ thật là những cái đoạn này để cái comment nhiều khi mình muốn từ chối hiểu luôn nhưng mà mình vẫn phải giữ nguyên cái logic để mình lấy được cái new card index ở đây nhớ nhá đấy mình đã check code của nó rất là kỹ rồi và đến đoạn sau nó vẫn chạy đúng rồi bạn yên tâm <laughs> riêng cái đoạn này là phải như vậy tiếp theo này đoạn này lại là một cái đoạn nữa con um, constant mình sẽ tạo một cái biến ngay bên dưới đó là next column next column có s nhá cẩn thận này bằng mình có cái prev column này rồi nhá thì bây giờ mình phải có một cái next column là mình làm dữ liệu mới thì cái next column này mình phải clone dữ liệu của cái thằng private column thì thực chất ra là đoạn này nếu mình mình thử rồi chúng ta có thể clone bằng cái spread operator spread spread đúng đúng spread không nhá đúng, đúng spread operator ba chấm này, này cũng được nhưng mà nó sẽ có một số cái vấn đề về sau ấy khi mà chúng ta muốn xử lý dữ liệu nó chung state nó sẽ bị loạn này mình đoán mình mình gặp mấy cái trường hợp kiểu này rồi nên là cái trường hợp này ấy, mình đang muốn là mình sẽ gần như là mình hiện tại đi mình muốn nó là một cái clone deep deep clone ấy là clone nó không bị dính dáng hoàn toàn đến cái thằng column trước đó khi mình clone kiểu này ấy, các bạn phải hiểu nó là một cái dạng sao chép shallow nó nó không sao chép sâu đâu nó là sao chép nông thôi bởi vì là cái column chúng ta dữ liệu chúng ta đi vào sâu rất bên trong rất là sâu đấy thì nó sẽ sao chép kiểu này là nông thôi nhé cái này chắc là đợt nào sẽ làm cái video um, bây giờ các bạn phải cài cho mình một cái lodash cái này nó là huyền thoại rồi. Lodas nhá. Lodas 4.17.21, thực ra là cái thằng này nó được rồi. Cứ cài đúng vào dần đi cho chắc nhá. Gian này, Ad này, Lodas này, A còng mũ này. 4.17.21 nhá. Hoặc ở dưới phần mô tả của video mình sẽ để cái lệnh này. Cài cho mình thằng Lodas này. Rồi, mình chạy gian dép lại. Sau khi có thằng Lodat thì các bạn lên trên, các bạn import cho mình một cái Mình sẽ import ở dưới cái chỗ import react này nó hoặc nhọn này Chrome này Lodat Mình sẽ import cái gì Các bạn gõ trên mình clone nó sẽ đề xuất clone deep Có nghĩa là clone sâu ấy, deep clone ấy Trong dự án thực tế dùng Lodat rất là nhiều Clone deep cũng dùng khá khá Nhá, Cái Lodat này nó tiện lợi lắm, về sau mình còn dùng nhiều lắm Cứ cài đi Không lý do gì mà 49 triệu lượt download hàng tuần này đâu các bạn ạ xử lý xử lý dữ liệu trong JavaScript, xử lý mạng, xử lý object dùng thằng này rất là ghê đấy. Thì uh, cái đoạn next column này này, mình sẽ sử dụng column Deep ở đây. Đóng một ngoặc của cái private column. Đấy. Lại để một cái comment thật là kỹ ở đây. Ôi, đoạn này trông cũng dài đấy chứ. Uh, chúng ta là clone cái mảng bản chất ở đây nhá, là chúng ta đang clone cái mảng ordered column Set cũ ra một cái mới, ra một cái column mới để chúng ta xử lý cái dữ liệu xong rồi chúng ta mới return và cập nhật lại cái chỗ return này này chỗ return thì đây đơn giản là như này các bạn hiểu luôn cho mình này mình bây giờ mình mới return cái next column đi lại nhá cứ cố gắng chịu khó một chút next column return next column luôn này bởi vì mình clone đây rồi cái bước clone đây rồi thì bây giờ nó cốt nó vẫn chạy được là được này đấy nó vẫn chạy được là được nhá cái handle drag over lại hơi nhiều lại phải comment lại đấy không bị chết trang được nhá đấy ok rồi nó vẫn trả về y nguyên như cũ bởi vì cái chỗ return này đang trả về đúng cái prev column này, column trước đấy không, previous, previous. rồi tiếp theo này ở dưới constant này tiếp tục tạo cho mình hai cái biến next, active, column. cứ gọi đi. nó sẽ bằng cái gì? nó sẽ bằng cái next column ở trên. ở trên mình có cái ở à, đây 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 next column có co s này. Chờ file, tìm kiếm đây column nhá chấm file à, thôi đoạn này mình viết thôi được rồi viết cẩn thận này column cho đến column chấm gạch dưới id bằng 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 với cái gì bằng với cái um, active column đây cái đoạn mà chúng ta đã tìm hai column theo cái id ở trên nhá active column chấm gạch dưới id rồi tương tự vậy các bạn xuống dưới cho mình một cái tiếp theo đó là next uh, over column bằng next column đúng rồi vẫn là next column này chấm file tìm kiếm này uh, cũng column này column chấm gạch dưới ID bằng 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 chỗ này sẽ là over column chấm gạch dưới ID đấy cứ cốt theo mình hai cái dòng này phải lưu ý cẩn thận rồi tiếp theo cốt tiếp cho mình cái này đi đã cốt thêm nữa cho nó nhanh <laughs> if next active column là một này đấy xong rồi xuống dưới if next over column là 2 này chúng ta sẽ có hai cái xử lý nó khác nhau ở đây rồi tại sao lại phải có ra cái next active column với lại next over column là bởi vì là mà lại không dùng luôn cái active column hay là over column đi là bởi vì đấy như mình đã nói lúc nãy đấy là mình cái dữ liệu ở đây là mình đang clone mới ra hoàn toàn mình không muốn đụng chạm gì đến cái dữ liệu active column ở trên hay là cái over column ở trên gì cả gì cả nhớ nhá nên là mình sẽ lại tạo ra mình sẽ tìm ra đúng hai cái thằng active column và over column ở trong cái 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 mảng next column này cái mà sau khi chúng ta đã clone đấy làm cẩn thận thôi nhé đoạn này nhớ đó dùng active column ở trên và over column ở trên id để mình tìm thôi rất là easy tiếp theo này if next active column xuống dòng để cái comment next over column xuống dòng để cái comment trong này đoạn này tiếp theo là cần phải bây giờ gõ code trước rồi mới để comment cho các bạn tiếp tục này next active column cứ gõ đi chấm cạc có bằng next active call đường tiếp tục này chấm cạc chấm filter, filter nhé filter chúng ta sẽ có cách cạc này cho đến này ờ uh, cạc chấm gạch dưới id cạc chấm gạch dưới id bằng 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 này bằng cái gì ờ uh, active dragging cạc id, đấy rồi để cho mình một cái cái đoạn như này xong đi mình sẽ lấy một cái comment ở đây cho các bạn. chỗ này nó sẽ là cái gì? mình sẽ lấy cái comment ở đây rồi nhá giải thích này, nó là xóa cạc ở cái column active là cái column các bạn phải hiểu nó là column cũ là cái mà chúng ta kéo cạc ra khỏi cái column ấy thì ở chỗ này chúng ta phải xóa cái cạc ra khỏi column đấy đúng không? trong trường hợp này ví dụ mình kéo thằng 11 các bạn nhìn này mình kéo đi sang bên thằng 02 nhưng mà cái cái ở chỗ thằng 03 nó vẫn đang còn cái border xanh kìa các bạn nhìn này nó vẫn đang nằm im đấy có nghĩa là đoạn này chúng ta cần phải xóa đi và xóa đi thì mình đơn giản là mình dùng cái filter mảng thôi mình filter ra mình lấy lại toàn bộ những cái cạc mà không phải là cái 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 cạc mà có cái id là cái đang active cạc thế thôi là mình sẽ được một cái mảng mới đây filter nó trả về một cái mảng mới và sau khi nó trả về mảng mới thì mình gắn ngược lại vào next active column chấm thử nhá thử này Xong đấy các bạn nhìn active dragging card id ấy 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 chờ mình xíu um, next active column này chấm card này uh, bằng next active column chấm card filter card cho đến card chấm cách dưới id bằng 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 active dragging card id có khi mình mình phải cốt tiếp cái để, để để cốt tiếp đã để... bởi vì lúc mà mình làm test ấy là mình làm cốt rất là nhanh so à, các đi này cứ cốt đi đã cốt cốt xong đoạn này đi đã active dragging các ID nhá like uhm, active. active column Đúng. tiếp theo là mình sẽ cần một cái bước nữa đi bên dưới Thực thật với các bạn là dạy rất là kỹ và rất là cẩn thận nên là nó nó lâu sau với các bạn vì nó lâu nhưng mà phải cố gắng tiếp theo này next active column chúng ta sẽ chấm với một cái nữa đoạn này mình cần sau khi mà mình cập nhật lại cái cạc mảng cạc đúng không là các bạn phải nhớ cho mình mảng cạc rồi mình phải cập nhật lại cái mảng cạc order ids nữa đây chấm cạc order ids nó sẽ bằng cái gì nó sẽ bằng cái next active column chấm cạc này này sau khi mà đã filter xong nhé đây next active column chấm uh, cạc chấm map um, cạc cho đến cạc gạch dưới ID thì nó trả về cho toàn bộ một cái mảng ID của những cái cạc trong con đấy thì chúng ta sẽ được cái cạc order IDS thì chỗ này chúng ta sẽ để là cập nhật lại cái mảng cạc order IDS cho nó chuẩn dữ liệu nhé lưu lại này ừ, tạm thời đi rồi nó đang có vấn đề cứ từ từ cứ từ từ này nếu như next active column rồi này tiếp theo là đến cái next over column đi next over column Next um, active, active rocking Next over. Đây cái next over column này cũng sẽ tương tự. Um. Đoạn này mình rất muốn giải thích kỹ cho các bạn rất cẩn thận. Được rồi. Thôi cứ làm cố gắng làm được lượt, hy vọng các bạn sẽ cố gắng từ từ và ngấm này. Cái đoạn next over column nhá, nếu như tồn tại next over column này mình sẽ copy um, mình sẽ copy nguyên cái đoạn next active column chấm cạc mà filter đã trên này này đây nhá mình nhập xuống dưới đây copy hết code này nó cứ nhảy nhảy này đoạn này nó sẽ là next over column này uh, chấm cạc này bằng next over column chấm cạc chấm filter tờ uh, cạc cho đến cạc chấm gạch dưới id cái đoạn này mình đang hơi lũ cạc chấm cách dưới id bằng 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 uh, active drag các cạc id là cái cạc đang kéo đoạn này mình 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 vừa mới lũ cái chỗ này ấy, nó không phải là ba số bằng đâu nhé nó là phủ định nhá <laughs> mình đã filter những cái cạc đúng rồi đúng rồi các bạn nhìn cho mình mình làm lại này bây giờ mình kéo thằng 11 ra đấy các bạn thằng 11 nó mất khỏi 12 13 rồi nhá vì là cái filter của mình ở đây ấy, là mình đang đang filter mình lấy lại toàn bộ những cái cạc và không phải là cái cạc nó đang active ấy thì nó phải là phủ định bằng bằng ở đây lỗi của mình mà với cốt lú quá mà sao các bạn rồi tiếp tục này cái next over column cũng vậy cũng sẽ có một cái bước đó là next over column này chấm cạc uh, next over chấm cạc chấm filter và cái điều kiện ở đây cũng tương tự này cái đoạn này nó là cái gì sẽ để tiếp một cái comment đó là kiểm tra xem uh, cái cạc đang kéo nó có tồn tại ở cái over column hay chưa và nếu có thì cần phải xóa nó trước đi đấy các bạn lưu ý đấy. đoạn này rất rất phải cẩn thận nhé Đấy, nó vẫn là active directory card id nhá tiếp theo này uh, tiếp theo đoạn này là phải để một cái comment cho nó dễ hiểu đây bước tiếp theo ấy là chúng ta sẽ cần phải thêm cái card đang kéo vào cái over column theo vị trí index mới đấy bây giờ mình kéo được rồi mình kéo nó ra khỏi column một cái column rồi nó mất rồi nhưng mà bây giờ mình phải thêm nó vào một cái vị trí ở column 02 đây là cái bước mà chúng ta đang làm này đấy nhá là thêm cái card đang kéo vào cái over column over column theo cái vị trí next mới cầu lên xong hết rồi đó thì cái chỗ này ấy, nó sẽ là next đó, tương tự này nó sẽ là next over column chấm cạc này bằng vẫn là next over column chấm cạc tiếp này nhưng mà lúc này này chấm cho mình một cái hàm đó là to spy to spy nhé to spy đây hàm này uh, chứ đây to spy nó là cái hàm này trong javascript này Đây array profile to splice. Yeah. Cái thằng này ấy, nó giống cái thằng splice thôi. Splice mình đã giải thích ở một cái video trước rồi, mình không giải thích lại nữa nhá. Splice để xử lý mảng nhá. Yeah. Thì cái thằng to splice, nhưng mà cái thằng các bạn lưu ý này, cái thằng splice này nó là nó modify lại cái mảng ban đầu, có nghĩa là nó 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 cập nhật lại dữ liệu vào cái cái thằng mảng ban đầu. Còn cái thằng to splice này cũng tương tự vậy nhưng nó lại là trả về một cái mảng mới, thay vì là nó sửa trực tiếp vào cái mảng ban đầu đấy là lý do mà mình muốn làm cái đoạn code này nó là next over cái chấm cạc sau đó là bằng cái thằng chấm cạc này rồi mới tu supply đấy thì là nó sẽ tạo một cái mảng mới và trả về cho chúng ta một cái mảng mà khác để mà cập nhật ngược lại thay vì dùng cái thằng supply nhá nhớ nhá supply và tu supply cái nhiệm vụ của chúng nó giống nhau để xử lý dữ liệu trong cái mảng mình đã giải thích rồi nhưng cái supply này là nó sửa nó, nó nó, gọi là modify nó sửa trực tiếp vào cái mảng mà nó đang được gọi đây này, cái mảng nó đang được gọi này còn cái thằng supply này này là nó trả về cho chúng ta một cái mảng mới return một cái mảng mới và nó không đụng chạm gì đến cái mảng cũ đấy nhá hiểu như vậy nhá copy version của spy method các thứ này đấy và nó không đụng gì đến cái mảng cũ nhớ nhá nên đoạn này mình dùng là to splice it. đây to splice it. này và mình truyền vào new card index thôi cái new card index của chúng ta đâu rồi đây lúc nãy chúng ta có cái new card index ở trên nhá chiều đây new card index là vị trí thứ nhất cái số 2 mình để giá trị là không vì là mình có xóa cái gì đâu mình đang thêm vào một cái thằng mới thôi mà và cái thứ ba là gì là cái dữ liệu của cái cạc mà mình đang muốn thêm vào thì cái lúc này nó chính là cái active rocking cạc data chúng ta có cái cạc data mà thấy nhá và chúng ta ném vào đây nhớ đấy Spy mình đã giải thích rồi mình không có giải thích lại dài dòng nữa và ném vào đây rồi việc còn lại là cập nhật lại cái mảng cạc order ids cho chuẩn dữ liệu giống như là cái bước ở bên cái next active column ở trên thì copy cho mình nguyên cái đoạn này cho chuẩn dữ liệu copy y nguyên nhé từ cái next active column ở trên này này và ở trong cái over, next over column cũng ném vào đây và sửa cho mình cẩn thận này đó là next active column thì sửa thành next over column nhá next over column chấm cạc order ids bằng next over column chấm cạc chấm map cạc cho đến cạc chấm gạch dưới đi nhớ nhá có nghĩa là sao bây giờ này nhìn lại cho mình cái next active column nó chỉ có hai cái hành động xóa cạc đi này rồi cập nhật lại mảng cạc order này nhá còn cái over column là sẽ có ba cái hành động là đầu tiên là phải kiểm tra xem các đang kéo đã tồn tại ở cái column đấy chưa đã có thì xóa nó đi cho nó gọn rồi mình mới làm tiếp là một cái thứ hai mới là thêm nó vào một cái vị trí nói chung là thêm nó vào trong cái column đấy theo cái vị trí đấy và cái bước thứ ba vẫn là giống bước trên là cập nhật lại cái bảng các order ids của cái column đang được kéo đó cho chuẩn dữ liệu nhớ nhá đấy hai cái này nó khác nhau hoàn toàn đấy nhá cái next active column và cái next over column chắc là phải để comment nữa thôi uh, active column là Um, gọi là sao nhỉ tiếp <laughs> um, active column giống như cái active card thuộc về cái ở đây, đây đây mình cũng có giải thích rồi đó là column cũ này cũng có thể là column cũ là kéo thả card <laughs> để như này nhá column cũ và cái next over column ấy nó là column mới nhớ nhá column mới nhá column cũ và column mới nhớ đấy để cẩn thận Điều lại Đoạn này trước khi return console.log next column ra đây 2 chấm Rồi, điểm lại Bây giờ mình làm cho các bạn xem lại này Kéo ra Xong, thấy thấy mọi thứ nó bắt đầu nó có cái gì tiến triển cho các bạn nhìn này Mình kéo sang là 02 và nó ăn rồi vị trí này Đấy, mình kéo được rồi này Vi vu, vi vu, vi vu đỡ rồi nhá kéo rồi, rồi nhá rồi cái Next column của mình cũng có dữ liệu rồi này để mình lốc ra được cho các bạn xem dĩ nhiên là mình tháo ra nó đang có vấn đề kệ nó <laughs> Next column thì nó đang column 02 chứ đây thì cái column 02 này cái cạc order ids nó tăng lên bốn cái rồi các bạn nhìn này bốn cái và cạc cũng là bốn cái và cái chúng ta vừa kéo là cái cạc id 11 nhá và cái id 11 nó có cái chữ cái này đấy dữ liệu của nó có cái sót nó khác với những cái đám cạc ban đầu kia là chưa chưa có cái sót thì kệ nó thôi không vấn đề gì quan trọng là những cái dữ liệu mà chúng ta cần có của các mà chúng ta làm ra thì dữ liệu của chúng ta vẫn có đấy. Thế thôi. Và chúng ta kéo được chuẩn sang bên này. Nhớ nhá. Đây là cái next column và lock được rồi. Đấy thì các bạn nhìn đấy. Nhưng mà từ từ nốt một cái nữa chưa xong đâu. <laughs> Không lên. Hay là cái đấy mình sẽ để cho buổi sau nhỉ? Một cái buổi ngắn cho các bạn giải trí nhỉ. Ừ. Uhm. Rồi à, cái đấy sẽ để một buổi ngắn cho các bạn giải trí. Ừ. Uhm. and Ơ right à, đến đây xong rồi đấy. Xong rồi xong rồi các bạn nhìn nhá, các bạn nhìn nhá, kéo này, kéo sang này, đấy, ok, kéo chưa. là nãy giờ là chúng ta đang chỉ làm việc với cái cái over trong cái quá trình kéo cốt rất là dài. À, đây mình cũng phải chia sẻ thật với các bạn, các bạn luôn, đấy nhá, mình đầu tiên này, mình kéo ok rồi này, đấy trong column, kéo ra ngoài ok rồi này, kéo sang bên khác ok rồi này, không vấn đề gì, nhá. thì mọi mọi thứ mình đã comment rất rất là kỹ luôn các bạn, từng dòng cốt một luôn và comment bằng tiếng việt luôn nha các bạn đấy mình phải chia sẻ thật với các bạn luôn là tại sao video nó dài mình cốt thì nó rất là nhanh thôi nhưng mà mình đang dạy các bạn mình muốn cái 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 khóa này nó thật sự là nó thật sự chất lượng và nó thật sự là cẩn thận nên là mình phải làm à, và mình khá xua kèo và cũng khá là tự tin là cái khóa này ấy nó ít ai đặc biệt là ít ai ở Việt Nam mình 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 không phải là khoe khoang quá đâu nhưng mà ít ai ở Việt Nam đặc biệt là đối với D&D đi kit này chẳng hạn đi đã có thể dạy cho các bạn được về cái thằng kéo thả với lại thằng DND kit và dạy cho các bạn những cái vấn đề xử lý logic này nó rất là chi tiết và rất là cẩn thận để các bạn dễ hiểu cũng như là tách nhỏ cái nội dung ra để xử lý tách nhỏ những nội dung ra làm thành những cái video mặc dù nó dài mặc dù video này mình nghĩ là cũng phải trên một tiếng rồi đấy nhá nhưng mà nãy giờ những cái mà chúng ta đang làm đó để chúng ta làm ra được cái thành quả như thế này đó đấy nhá đấy thì các bạn cố gắng các bạn học theo mình và hiểu được cái này ấy. thì các bạn lên trình nó rất là nhanh rất là nhanh mình tin mình đi nhá đấy nhá thì bây giờ ấy uh, dĩ nhiên là chúng ta kéo xong mà chúng ta thả ra thì nó vẫn có vấn đề thôi nó không chuẩn đâu đấy nó vẫn đang nháy nháy không chuẩn đâu kiểu kiểu thế là bởi vì là cái đấy là chúng ta sẽ làm ở cái hành động là handle drop end này các bạn end nhé nhớ nhé đó là cái ở handle drop end không phải ở handle drop over over chúng ta kéo thôi và tiếp theo còn một cái bất nữa này đây bây giờ mình kéo thằng cao đường to à mình kéo một cái cạc to các bạn nhìn cái cạc của chúng ta to như này nó đang nó lại không ăn càng nhỏ thì không vấn đề gì cái 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 càng nhỏ không vấn đề gì càng to không ăn. thì cái này mình sẽ tách ra một cái video tiếp theo video tiếp theo này sẽ nhanh thôi cho các bạn relax trước khi chúng ta xử lý cái handle drag end. nhưng mà nó rất là hay rất là cẩn thận thì mình sẽ tách ra thì ok buổi hôm nay mình cũng chia sẻ hết cỡ là như vậy rồi đấy là chúng ta xử lý xong cái handle drag over trigger trong quá trình chúng ta kéo và drag một phần tử và như nãy giờ mình chia sẻ đó hiếm ai mình khá xua kèo là hiếm ai có thể dạy các bạn kỹ như vậy kỹ như thế này đặc biệt là đi kit kéo thả như này ở khóa này xử lý logic các thứ vật thì uh, cũng muộn rồi các bạn thấy video mình hay không hay thì nhớ nhá ủng hộ mình mình nói nhiều quá đang nhiệt miệng ủng <laughs> hộ mình bằng cách là tặng mình một like cho cái video này và tặng mình một lượt đăng ký kênh cũng như ấy cũng như hôm nay mình cũng muốn chia sẻ thêm một chút thôi đó là ví dụ như là đây đợt này mình có mở một cái phần cảm ơn uh, Super Thanks ở trong cái youtube thì bạn nào mà thấy uh, muốn ủng hộ mình thì các bạn có thể cảm ơn mình ở đây nhé một chút để mình có tiền mua cà phê này ủng hộ mình một cốc cà phê ở đây chẳng hạn đấy kiểu kiểu thế cảm ơn các bạn rất là nhiều và nhớ nhé uh, tặng mình một lượt đăng ký kênh đăng ký kênh của các bạn đấy là động lực rất rất lớn đối với mình để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa thú vị nữa trong tương lai cảm ơn các bạn rất là nhiều uh, đốc facebook facebook trung quốc app uh, cộng đồng, đồng trực nam blog chính thức của mình một cái group discord nhá rồi đấy, có bạn đang hỏi này rồi trước mình trả lời và kênh của mình đây cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video chất lượng tiếp theo trên channel trung đẹp một lần trình viên anh nhé bye bye